quá trình thực hiện những cái nghiên cứu tổng hợp tài liệu đó thì có một số khó khăn nhất định, ví dụ như là việc dịch, bởi vì văn ngôn là một thứ ngôn ngữ rất là bác học, và để dịch ra tiếng Việt hiện đại một cách chuẩn xác thì đòi hỏi phải có kiến thức rất là sâu rộng. Ngoài ra thì như ngày nay khi mà chúng ta xuất bản sách thì sẽ có tái bản, và mỗi lần tái bản nó sẽ có những sự chỉnh sửa khác nhau. Thì tương tự thời xưa, đối với mỗi một đầu sách khi mà được in hoặc là chép tay thì nó sẽ xảy ra những cái làm dị bản, những cái sai sót, thậm chí là người đời sau sửa những nội dung của tài liệu đời trước. Bởi vậy mà nhóm đã phải cố gắng tìm càng nhiều tài liệu để mà có cái sự so sánh đối chiếu và đưa ra được những đánh giá khách quan nhất. Cái bộ tứ yên này thì bọn mình sử dụng vải tơ sống. Thì tơ sống là cái vải tơ tằm nó vẫn còn cái lớp keo ở trên cánh tằm. Thì vải đó nó sẽ có cái độ cứng cao hơn so với các cái vải phân tử khác. Bù lại thì vải sẽ rất là bền. Thì cái vải này nó là một cái dạng vải được ưa chuộng trong các cái tầng lớp thượng lưu từ xưa. Trên hoa trên chiếc áo tứ điên thì có hoa văn con Kalavinka. Đây là một linh vật xuất hiện ở trong một số tôn giáo Á Đông và châu Á, ví dụ như là Phật giáo, Ấn Độ giáo. Trong các hiện vật mỹ thuật của thời Lý Trần thì còn khá là nhiều hình ảnh Kalavinka còn được bảo tồn ngày nay. Bởi vậy mà Đại Việt Phong Hoa đã chọn hình ảnh con Kalavinka để đưa lên trên chiếc áo tứ điên phòng dựng.